Đối với máy tính nào cũng vậy thôi, sử dụng một chiếc máy tính thì dữ liệu bên trong máy là điều quan trọng nhất. Vì vậy, nếu mà mỗi lần chúng ta nâng cấp máy này, hay là muốn chuyển từ một cái máy này, máy cũ sang máy mới, thì chúng ta có cần phải sao lưu dữ liệu hay là cần lưu trữ dữ liệu vào đâu không? Câu trả lời là có. Vậy thì có những cái cách nào để chúng ta có thể sao lưu dữ liệu một cách tốt nhất? Trong video hôm nay, hãy cùng tìm hiểu với mình nhé. Mình là Trường, đây là Mark One, bắt đầu thôi. Và hiện tại nếu như bạn đang muốn tìm cho mình một sản phẩm MacBook, iMac hay là các sản phẩm khác của nhà táo, Mark One đang có rất nhiều hàng, đầy đủ các loại cấu hình cho mọi người luôn nha. Linh Hoàng mình sẽ để phía bên dưới để mọi người tham khảo. Phương pháp đầu tiên mình muốn nói đến đó là iCloud. iCloud hiện nay đã là một cái xu hướng mà rất nhiều người lựa chọn để lưu trữ. Đây thực ra là một công cụ lưu trữ đám mây để mọi người đẩy các cái tài liệu của mình lên trên hệ thống của Apple, lưu trữ ở đó. Và mọi người biết rồi đấy, bảo mật của Apple luôn luôn tốt, bảo mật cao và không cần phải lo gì hết. Và iCloud cũng là một phương tiện cực kỳ hữu hiệu khi mà mọi người muốn chuyển từ máy cũ sang máy mới. Tất cả file đã ở trên iCloud rồi. Khi mua máy mới, máy sẽ luôn yêu cầu nhập iCloud vào luôn. Mọi người nhập iCloud vào, dữ liệu đồng bộ xuống nhanh, ngay lập tức luôn. Tính ra thì với cái lượng dữ liệu như của mình chẳng hạn nhé, đồng bộ vào thì nó chỉ mất khoảng 20-30 phút thôi, đồng bộ rất nhiều dữ liệu xuống. Như thế chúng ta không phải cần dây dợ lằng nhằng mỗi khi chuyển máy mới, chỉ cần nhập iCloud vào là xong. Ngoài gói 50GB mình recommend cho mọi người ra, thì chúng ta vẫn có thể chọn những cái gói 200GB hoặc là 2TB. Đặc biệt hơn nữa, nếu như mọi người chọn các gói dung lượng cao như thế dùng mà không hết ý, thì Apple vẫn cho phép mọi người chia sẻ cái lượng dữ liệu này cho người thân, bạn bè để sử dụng chung. Như vậy chia ra chi phí vẫn rất là tốt luôn đấy. Ok, iCloud có thể là một công cụ gì đấy nghe nó hiện đại đúng không? Có thể mọi người chưa quen cái phương thức thanh toán, hoặc là có thể chưa quen cách sử dụng đám mây như thế, thì chúng ta vẫn có một cái cách cổ điển hơn, đó là dùng ổ cứng. Ổ cứng thời điểm hiện tại đã đa phần dùng là SSD rồi. Từ 500GB, 1T, 2T hoặc nhiều hơn, rất nhiều lựa chọn ổ cứng cho mọi người. Không chỉ thế, kích thước của nó còn nhỏ gọn nữa. Trong lòng bàn tay này thôi mà có thể lưu trữ đến hẳn 1-2T là chuyện bình thường. Và như mình có nhấn mạnh là SSD. SSD thì sao? Nó chuyển dữ liệu từ ổ cứng vào máy hoặc từ máy xuất về ổ cứng rất là nhanh. Mọi người không phải chờ đợi quá lâu cho việc xuất thông tin từ ổ cứng sang máy, mà gần như là những cái file nào nhẹ nó chuyển gần như là ngay lập tức luôn, 1-2 giây thôi. Đây cũng là một phương pháp cổ điển, an toàn, chỉ có cái là mọi người phải mang đi mang lại thôi. Cái này thì có thể cân nhắc tùy xem mình sử dụng nó phù hợp không nhé. Ngoài việc chuyển dữ liệu từ một cái ổ cứng tốc độ cao, mọi người có thể lựa chọn một cái linh kiện bên trong máy và một cái phần ở bên trong máy đó là Time Machine, để chúng ta có thể lưu trữ lại dữ liệu mỗi khi mà cần chuyển sang máy mới, hoặc là chúng ta copy vào đó để nguyên và muốn bảo mật tốt hơn cho máy. Thì cái tính năng Time Machine này đã có từ rất lâu ở trên những chiếc máy Mac rồi, cực kỳ hữu dụng nếu như bạn muốn chuyển đổi sang chiếc máy mới. Chỉ cần ổ cứng đã sao lưu Time Machine là bạn có thể bê nguyên chiếc máy cũ sang chiếc máy mới cực kỳ dễ dàng. Mark One đã có một video hướng dẫn cho các bạn cách để sao lưu dữ liệu ở trong Time Machine, mọi người theo dõi ở bên trên này nhé. Một phương pháp nữa cũng là bê dữ liệu từ máy cũ sang máy mới, đó là sử dụng trợ lý di chuyển. Nó cũng đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà cái công cụ này có một vài các cái nhược điểm mà mình cần lưu ý luôn để mọi người sử dụng nó thật là tốt nhé. Cái nhược điểm của trợ lý di chuyển đó là cho các cái đời máy xa nhau, ví dụ như các bạn có một cái máy Pro 2012 đi, bây giờ các bạn chuyển hẳn đến Pro 2023, thì nếu mà chuyển qua cái trợ lý di chuyển này thì rất là khó. Gần như là một là sẽ mất dữ liệu như mình đã nói ở trên, hai là sẽ không chuyển được. Như thế thì khá là bất tiện. Nó chỉ phù hợp cho việc là các cái máy đời gần nhau hơn một chút, ví dụ như là bạn chuyển từ E2020 lên Pro 2022 chẳng hạn. Đó, chuyển qua như thế thì mọi người có thể một là cắm dây, hai là kết nối wifi, hoặc hai là chọn cho mọi người khi mà dùng trợ lý di chuyển nhé. Tính năng này đối với các máy mới nó sẽ hiện lên ngay khi mà mọi người bắt đầu khởi động máy lên. Còn nếu như máy mọi người đã kích hoạt lên rồi, mọi người vào bên trong bấm command cách để hiện lên cái phần spotlight mình đã giới thiệu ở video trước, gõ giúp mình là trợ lý di chuyển hoặc là migration assistant, click vào cái phần này, sau đó mọi người cứ bấm continue hoặc là tiếp tục và làm theo các hướng dẫn ở bên trong thôi là chắc chắn sẽ làm được. Mình thấy cái trợ lý di chuyển này cực kỳ dễ hiểu luôn đấy, nhất là khi mọi người để tiếng Việt, nó hướng dẫn rất chi tiết luôn, mọi người đọc cái là hiểu ngay ấy mà. Ok, trên đây là một số các cái phương pháp mà mình hướng dẫn cho mọi người cách để sao lưu lại dữ liệu hay là chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới. Mọi người có thể lựa chọn tùy theo những cái cách bên trên để áp dụng vào cái yêu cầu thực tế của mọi người nhé. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One, cùng với đó hãy theo dõi TikTok, YouTube Short, YouTube của Mark One để tìm hiểu nhiều hơn về mẹo dùng đồ của Apple và các sản phẩm cập nhật của nhà tháo nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.